Chào mọi người, mình là Trung. Hôm nay mình tiếp tục câu quay cần câu nha mọi người. Đây, hôm nay có những cần như thế nào đây. Số điện thoại liên hệ mua hàng cần câu của mình là 0786555599 nha mọi người. Đấy. Trước tiên cái cần này đi. Đấy. Còn ngoài hình đấy, cần này đai qua nha mọi người, cần đai qua rồi không thấy gì made in ở đâu thì con này sản xuất ở Nhật luôn đấy, xài thì dùng nội địa luôn đấy, này. Máy khuyên của nó này có hai khuyên bị nứt nhé, hai khuyên bị nứt, mọi người về dán lại ok. Nứt này, à, khuyên này cũng nứt chỗ này này. Cái cần này dài 3m9, dài 3m9, thu vào ngắn nhất của nó là 1m15, cái đường kính của cái độc đỉnh của nó là 2,7 ly nha mọi người, 2,7 ly rất là lớn, mà nó rất là cứng cáp nha mọi người. Cái này cái số 1, cái này mình bán 480 nghìn, số 1 480 nghìn đấy, video mình bán rất là rẻ nha mọi người. Số 1 480 nghìn. Tiếp theo cái số 2, cái này cái này dài 3m6 nha mọi người, cái này là cần Olympic made in Korea. Olympic made in Korea nhé. Dài 36. Cảm ơn mọi người nè. Cái độc đỉnh đây này nó bị gãy rồi. Không phải bị gãy nhưng mà nó bị bể cái độc đỉnh ra. Người ta gắn một cái khuyên khác vào này. Cái khuyên đây độc này này. Nó bị mắc là người ta gắn một cái khuyên khác vào. Người ta dán kỹ vào đây rồi này. Đấy. Chứ còn nó không có hề bị gãy gì nha mọi người. Không hề bị gãy gì. Đấy. Khuyên toàn là khuyên kim loại vành sứ à, khuyên kim loại vành sứ rất là chắc chắn nhé, khuyên inox vành sứ luôn. Đấy. Cái này của Olympic dài 3m6, dài 3m6, thu vào ngắn nhất là 1m01 nha mọi người, thu vào ngắn nhất là 1m01. Còn cái nhắc của nó là 1m01. Cái đường kính của cái độc đỉnh của nó là 2,2 ly, rất là lớn mọi người, 2,2 ly rất là lớn. Cái này có số 2, cái này bán 400, số 2 400 nha mọi người. Tiếp theo cái số 3 là cái này. Đây, mọi người coi ngoại hình thoải mái. Khoan của nó này, cái này bị nứt này, cái này bị nứt này,
nứt nhưng mà vẫn còn cái sứ phía trong cho mọi người về, mọi người dán keo lại là xài ok à. Đây. Có cái này thì mình không thấy có cái này, hình như nó cũng không có cái sứ phía trong thì phải. Cái gần cuối này, cái cuối này. Đấy. Rồi để mình đẩy cho mọi người coi nhé. Cần này nước sơn nó còn rất là đẹp nha mọi người, nước sơn còn rất là mướt. Rồi, kích thước của cái cần này dài 5m6 nha mọi người, dài 5m6, thu vào ngắn nhất của nó là 97cm. Cái đường kính của cái độc đỉnh là 1,3 ly, 1,3 ly. Đây này cây số, đây là cây số 3, số 3. Đây này bán 480 nghìn, số 3 480 nghìn nha mọi người. Quay gắn cái này vào nữa chứ. Mấy cái khoang trước phía tây này làm sao nó, hình như nó bị nứt cái khe giữa, nó tụt hay sao, người ta bỏ vào đây này. Đúng rồi, rút được cái khoang đào lên này, đây mình bỏ lại cái này, người ta bỏ ngược mất rồi. Đấy, thấy nha mọi người, sao mình nhát khoang này vào, mình dán keo vào là cứ ngắt à. Đấy nha, khoan số 3, 480 nghìn nhé. Tiếp theo cái cần thứ tư này, còn đây này, còn nắp đại luôn, còn đây mấy cái khuyên nó, con khuyên khoan còn rất là đẹp nha mọi người này. Khoan nó làm mất khoan ẩn vào phía trong luôn. Đấy, bám sát vào trong cần luôn nhé. Không bị mất cái khoan nào. Không bị mất khoan nào nha mọi người. Cần này là cần Olympic nha mọi người, cần Olympic. Đấy, cần Olympic này. Đấy. Cần Olympic. Cây này dài 4m1 nha mọi người, 4m1, thu vào ngắn nhất của nó là 1m09. Còn cái đường kính của cái độc đỉnh của nó là 0,75 ly. Đấy. Cái này cây số 4. Bốn này bán 400. Số 4 400 nha mọi người. Đấy. Đợi này là
tiếp theo cây này. Đây là cây Ryobi. Này, cần carbon Ryobi. Thôi, cái cần carbon này tí nữa mình qua sau nhé. Đây. Đây này, cây này đi. Qua mấy cây này trước. Này. Cái cần này cần hai đoạn nha mọi người. Cần hai đoạn. Khỏi tháo ra luôn. Khỏi tháo ra luôn. Để như thế này cho mọi người coi thôi. Hai đoạn. Khoan còn đầy đủ. Đấy, khoan còn đầy đủ và không gãy vỡ gì cả. Đấy, khoan còn đầy đủ, không gãy vỡ gì cả nhá. Bát này. Đấy. Hai đoạn. Nó dài là 1m55, dài 1m55. Thu vào ngắn nhất của nó là 0,78 cm. 0,78 cm nha mọi người. Cái đường kính của cái đọt trên của nó là 2,3 ly. 2,3 ly. Cây này cây số 5. Số 5. Cây này bán 250.000. Số 5 250.000 cho mọi người. Tiếp theo. Cái cần số 6 là cái cần Ryobi này. Đấy. Ryobi nha mọi người. Này, cái dàn khoan còn đẹp mức mờ luôn. Này, dàn khoan còn rất là đẹp nha mọi người. Full đồ, ok luôn. Đấy, mọi hình còn khá là đẹp. Đấy. Cây này dài là 4,5 m, thu vào ngắn nhất của nó là 78 cm. Đấy, đường kính của cái độc đỉnh của nó là 1,7 ly nha mọi người, 1,7 ly. Đấy, 1,7 ly. Cây này cây số 6. Cây này bán 550.000. 6,5 ly nha mọi người. Đấy. Tiếp theo. Cây này. Đấy. Cây này đai qua. Đai qua nha mọi người. Đai qua. Cây này dài 2,4 m. Này về mọi người dán keo lại là ok nha mọi người. Không mắc cái sứ trong này là ok rồi. Đấy. Đấy. Cái này là để tí móc giữ lại thôi. Đấy. Cái cần này thì nó dài 2,4 m, thu vào ngắn nhất của nó là 93 cm. Cái đường kính của cái đọt đỉnh là 2,4 ly nha mọi người, 2,4 ly. Đấy, đường kính của cái đọt đỉnh 2,4 ly. Dài 2,4 m, thu vào ngắn nhất là 93 cm. Đấy, thu vào nhất 93 cm. Cái đường kính của cái đọt đỉnh là 2,4 ly nhé.
Cây này cây số 7. 7. Mỗi cây này bán 300. Số 7 300 nha mọi người. Tiếp theo. Theo là cây cần hai đoạn này. Đấy. Cần hai đoạn. Cần hai đoạn này khoan vẫn còn đầy đủ nha mọi người, khoan vẫn đầy đủ. Đấy. Khoan vẫn đầy đủ. Đấy, ngoại hình nó như thế thôi. Nó ngắn mà. Cây này chỉ dài 1m6, thu vào ngắn nhất của nó là 95 cm. Đấy. Cái đường kính của cái độc đỉnh của nó là 1,8 ly. Đây, 1,8 ly nha mọi người. Cây này gắn là gắn máy máy nằm. Cái này hiểu gì ta? Không rõ này. Cái này cây số 8. Số 8 nha mọi người. Số 8. Cái này bán 400. Số 8 400 nha mọi người. Số 8. Tiếp theo. Cây số 9. Đây. Dàn khoan của nó còn nguyên luôn, đẹp luôn. Đấy. Nha. Cái này dài 2m4. 2m4. Màu sơn còn khá là mới nha mọi người. Này. Đấy. Dài 2m4. Cây này dài 2m4, thu vào ngắn nhất của nó là 59 cm. Cái độc đỉnh của nó có đường kính. Độc đỉnh của nó có đường kính là 2 ly nha mọi người. 2 ly. Cây này cái số 9. À, bán 250.000. 250.000 nha mọi người. Số 9 250.000. Tiếp theo. Theo cái cần số 10 này. Đấy. Số 10. Đấy. Dàn khoan nó còn đẹp luôn. Khoan inox mà. Không rỉ nha mọi người. Khoan inox không rỉ. Đấy. Cây này cũng dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 58 cm. Thu vào ngắn nhất 58 cm nha mọi người. Đấy. Còn cái độc đỉnh của nó có đường kính là 1,9 ly. Đấy. 1,9 ly. Cây này cái số 10. 250.000. Số 10 250.000 nha mọi người. Cây số 11 này, cái này. Đây. Này. Dàn khoan của nó còn nguyên, chỉ có bị hơi rỉ một tí rồi mọi người về vệ sinh lại nhé. Cây này dài 1m8 nha mọi người. Dài 1m8. Thu vào ngắn nhất của nó là 46 cm. Cái đường kính của cái độc đỉnh của nó là 1,9 ly nha mọi người. 1,9 ly. Cây này cái số 11. Cây này bán 180.000. Số 11 180.000. Theo. Cái số 12 này. Đấy.
dàn khoan ngoài đó thì mọi người coi đi, một cái bể này, một cái thì mắc sứ nứt này, hai cái mắc sứ nứt này, cái này thì nứt nhưng mà không mắc sứ này, còn cái khoan độc đào thì ok. Cây này dài 2m1, dài 2m1, thu vào ngắn nhất là 84cm nha mọi người, 84cm. Cái đường kính của cái độc đỉnh của nó là 2,2 ly. Cây này cây số 12. Cây số 12. Cây này bán 190.000. Số 12 190.000 đúng không ạ? Tiếp theo. Cây số 13. Cây Ryobi. Quên. Cây này trước đi. Cây số 13. Cây này là cây 3 đoạn nha mọi người. Cần 3 đoạn. Để mọi người coi luôn mà không ráp vào làm gì đâu. Đấy, này. Và chỗ này nó hơi tróc cái dây nhựa mọi người phải cột lại nhé. Cái này thì đơn giản đâu. Đây, khoan còn nguyên nha mọi người. Đây, này, chỗ này nó cũng bị tụt dây nhựa ra này. Mọi người phải cột lại nhé. Tụt ra rồi mọi người ép cột lại nhé. Đấy. Đào còn nguyên này. Đấy. Ngoại hình thì hơi bị cũ một tí, nhưng mà không sao nhé, vẫn còn đầy đủ là được rồi. Cũ tí mà đầy đủ còn hơn là bể gãy. Cái này cái này dài 2m4, dài 2m4, 3 đoạn dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 85cm, đường kính của độc đỉnh là 2,1 ly nhé, 2,1 ly. Đây, cái này cái số 13. Cái này bán 270.000. 13 bán 270.000 nha mọi người. Rồi đợi mình tí mình đi coi có cái bút khác không. Tiếp theo cây số 14 này, có vẻ đẹp đây. Này mọi người, cái cần đai hoa, cái cần này thì hai đoạn nhưng mà nó có hai kích cỡ độc để cho mình cao những loại cá khác nhau nha mọi người. Đây này, nó hai kích cỡ độc thì một cái độc nhỏ và một cái độc to nhé, độc to một tí. Tí mình sẽ đọc kích cỡ của cái đường kính của cái đọt này sao. Đấy, mình cho mọi người coi này. Đấy. Khoan đầy đủ hết cho mọi người, không bể vỡ gì. Đấy. Khoan đầy đủ không bể vỡ gì. Cần rất là mới luôn, nó để trong bọc nên thì nó rất là mới luôn. Này. Cái cần này nó chỉ dài 2m1 thôi, thu vào ngắn nhất của nó là 1m09. 1m09 mọi người. Hai cái cây đọt của nó thì một cây là đọt có đường kính là 1,1 ly, một cây có đường kính là 2,3 ly nhé mọi người. Cây là 1,1, một cây là 2,3, gấp đôi nhau đó. Đấy. Cây này cây số 14. Rõ ngày 15 rồi ta. Mình xem lại nha. Không nhớ nổi. Cái này số 14 nha mọi người. 14. Cái 14 này. 14 này bán 600 nha mọi người.
bốn sáu trăm. Sáu trăm. Tiếp theo cái số 15 này, cái này càng đơn nha mọi người. Chỗ này có bị bể vỡ gì không, dán keo đâu biết, em mở ra coi thử luôn nhé. Chỗ này nó hơi nứt xíu mọi người, nứt bể chỗ này này, nứt bể chỗ này người ta quấn con keo lại nhá. Đấy, mình cũng gỡ ra rồi, mọi người về tự quấn lại. Đấy. Đấy, sơn hơi bị tróc. Cái này dài 2 mét, cái này dài 4,4 nha mọi người, dài 4,4. Thu vào ngắn nhất của nó thì 1,2 m, còn đường kính của cái đọt của nó là 1 ly. Đấy, đường kính đọt của nó là 1 ly. Đấy, nó có một chỗ bị nứt bể như thế này, mình nói rất kỹ rồi nhé. Cái này cây số 15. Cái này bán 200. 15 200 nha mọi người. Tiếp theo. Cái số 16. Sao cũng cây cần đơn nha mọi người, cũng cây cần đơn. Cây này dài 4,4 m, dài 4,4 m, thu vào ngắn nhất của nó là 1,2 m, còn đường kính của cái đọt đỉnh của nó chỉ có 0,8 ly thôi, 0,8 ly nha mọi người. Đường kính của cái đọt đỉnh là 0,8 ly. Đấy. Cây này cây số 16. Cái này bán 250.000. 16 250.000 nha mọi người. Tiếp theo. Cái cần Ryobi. Ryobi, cái cần này carbon nha mọi người. Đấy, carbon. Cái khuyên ở cái độc đào này thì hiện giải bắt đầu. Đây, mọi người về tự mua cái khuyên độc đào nó gắn vào nhé. Khuyên này thì khá là đơn giản. Còn lại những cái khuyên sau này thì ok. Đấy, nó chất liệu carbon nha mọi người. Cái cần Ryobi carbon này dài 3,3 m, thu vào ngắn nhất của nó là 74 cm. Đấy, đường kính của cái đọt đỉnh của nó là 0,9 ly.
chất liệu là carbon nha mọi người. Chất liệu carbon. Cây này cây số 17. Cây này bán 500. 17 500 nha mọi người. 17 500. Tiếp theo. Cây số 18. Đây. Đây, 18. Cây này cũng cần carbon luôn nha mọi người, cần carbon. Cây này dài 3 mấy tiếng. Đây. Coi dàn khoan của nó đẹp chưa? Còn đẹp mướt mờ luôn. Khoan Fuji nha mọi người. Đây. Cần carbon. Đấy. Cái này còn rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Đấy. Cái cần này dài 3 mét 9, thu là ngắn nhất của nó là 1 mét 13 nha mọi người, 1 mét 13. Thu là ngắn nhất của nó 1 mét 13. Còn cái đường kính của cái độc đỉnh nó của nó là 2,4 ly lận, 2,4 ly. 2,4 ly là rất là lớn rồi nha mọi người. Cây này cây số 18. Này mình bán 850.000. 18 850.000 nha mọi người. Còn rất là đẹp. Tiếp theo. Cây cần số 19. Đây. Cây cần đơn carbon nha mọi người, đơn cần đơn carbon luôn. Này, cần đơn carbon nhé. Đấy, cần đơn carbon. Đấy. Cần đơn carbon rất là thanh mảnh. Cây này là chiều dài của nó là 2,2 mét. 2 mét 2. Đấy. Thu vào ngắn nhất của nó là 83 cm. Đường kính cái độc đỉnh của nó là 0,8 ly nha mọi người, 0,8 ly. Đấy. Đây là cây 19. Cây này bán 400. 19 400 nha mọi người. Tiếp theo. Này. Cái cần này cũng carbon nha mọi người, cần carbon cước trong. Cần carbon cước trong nha mọi người. Đấy. Cước chạy phía trong này luôn, phía trong ống này luôn. Không chạy phía ngoài nha mọi người. Rất là gọn. Cái này carbon rất là pro luôn. Cứng cáp nữa. Carbon.
Cái này thì dài 5m3, thu vào ngắn nhất của nó là 1m15 nha mọi người. Đường kính cái đọt đỉnh của nó là 2,7 ly. 2,7 ly. Đấy. Đường kính đọt đỉnh của nó 2,7 ly. À. Cước trong nha mọi người, cần carbon cước trong. Cái này cây số 20. 20. Cái này bán 990.000. 20 990.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người.